bí quyết bảo quản mật ong nguyên chất lâu dài. Mật ong nguyên chất chứa nhiều dưỡng chất dễ hấp thụ, rất có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, dưỡng chất đó sẽ nhanh chóng bị giảm hoặc biến đổi nếu không biết cách bảo quản mật ong. Mật ong nguyên chất là một thực phẩm chứa nhiều dưỡng, không chỉ được ưa chuộng trong việc chế biến món ăn mà còn có tác dụng chữa bệnh, thường dùng làm thuốc, làm thức ăn bồi bổ cho người già yếu, phụ nữ sau khi sinh và trẻ em suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, những dưỡng chất đó sẽ nhanh chóng bị giảm hoặc biến đổi nếu không biết cách bảo quản mật ong. Cách chọn mua mật ong nguyên chất Vì thành phần và hương vị trong mật ong nguyên chất hoàn toàn tự nhiên nên nó dễ bị biến đổi và biến đổi nhanh hơn mật ong đã qua xử lý. Khi mua được mật ong nguyên chất đã khó mà lại sơ sẩy do không biết cách bảo quản mật ong nguyên chất để nó bị biến đổi thì thật là phí phạm. Rất dễ nhầm lẫn giữa mật ong nguyên chất và mật ong hữu cơ. Mật ong nguyên chất, còn gọi là mật ong sống, chính là mật ong rừng được lấy trực tiếp từ tổ ong, chưa được đun nóng, diệt khuẩn hay chế biến dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không được cho thêm hay lấy đi bất kỳ chất gì. Chúng hoàn toàn nguyên chất, thậm chí có thể còn lẫn lộn một ít phấn hoa hoặc xác của những chú ong chưa thoát khỏi tổ. Cách bảo quản mật ong nguyên chất. Bảo quản mật ong nguyên chất trong những chiếc lọ đậy kín, nếu để không khí lọt vào thì chúng sẽ bị oxy hóa, còn nếu nước lọt vào thì mật ong sẽ lên men. Không khí và nước cũng là hai yếu tố có thể làm màu sắc của mật ong bị đậm lại và mất đi mùi thơm. Nếu để lâu ngày, mật ong nguyên chất sẽ bị kết tinh. Để làm chậm quá trình kết tinh của chúng, không nên để lọ mật ong phơi trần ngoài không khí hoặc tiếp xúc với nước. Hàm lượng phấn hoa quá cao hoặc nhiệt độ môi trường quá lạnh cũng có thể là nguyên nhân khiến mật ong kết tinh nhanh hơn. Để làm tan chảy lọ mật ong đã bị kết tinh, có thể đặt chúng vào một nồi nước ấm, tuyệt đối không được sử dụng nước quá nóng lọ đựng mật ong phải được làm từ những chất liệu không gây ra các phản ứng hóa học như thủy tinh hoặc cốm xứ không dùng các lọ đựng được làm từ kim loại kim loại và gỗ là hai chất liệu không phù hợp với mật ong vì kim loại sẽ phản ứng với mật ong có thể gây ngộ độc trong khi đó gỗ sẽ làm mật ong bị lây mùi cần thường xuyên kiểm tra độ trong hơi ẩm mùi và độ kín hơi của lọ mật ong Giữ lọ mật ong tránh xa những thực phẩm có mùi thơm như gia vị, vì mật ong nguyên chất có xu hướng hút mùi thơm của những thực phẩm ở gần chúng. Cũng như luôn để lọ mật ong ở những nơi mát và tối, không cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào. Nhiệt độ của mật ong nguyên chất không được vượt quá 27 độ C, lý tưởng nhất là từ 21 độ C đến 26 độ C. Tránh để chúng ở gần bếp lò hoặc tủ lạnh vì hơi nóng sẽ làm mật ong dậy mùi và sậm màu hơn.